Jenny xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn không rời màn hình. Sau đây là phần điểm tin Hoa Kỳ. Jenny xin mở đầu phần điểm tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ điều tra thương gia Trung Cộng có liên quan tới người phụ nữ đột nhập resort Mar-a-Lago. Vào cuối tháng 3, một phụ nữ Trung Cộng họ Giang đã bị bắt vì xâm nhập trái phép vào khu resort Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump. Trong quá trình điều tra, thì các chuyên gia an ninh bắt đầu phát hiện những chi tiết đáng lo ngại hơn về thương gia Charles Lee, người đã quảng cáo cho một sự kiện mà cô Giang nói rằng cô ta đến resort Mar-a-Lago để tham dự. Ông Charles Lee là một thương gia Trung Cộng, được cho là có nhiều danh tính khác nhau, có liên hệ với giới lập pháp Bắc Kinh, từng bị cáo buộc gian lận kinh doanh và là chủ của nhiều công ty có hoạt động thực tế đặt tại Delaware. Trong suốt hai thập niên qua, ông Lee đã sử dụng ít nhất 4 danh tính để làm ăn và thường quảng cáo với các khách hàng Trung Cộng là ông có quen biết với nhiều nhân vật chính trị trên khắp thế giới. Vào năm 2011, Charles Lee dùng cái tên Lee Weichen, được cho là tên pháp lý chính thức, để thành lập Hiệp hội Thân hữu Trung Cộng Liên Hiệp Quốc tại Delaware. Trong vụ bắt giữ tại Mar-a-Lago, người phụ nữ họ Giang nói rằng cô ta đến resort này để dự một sự kiện của Hội Thân hữu Liên Hiệp Quốc. Theo thiệp mời của ông Charles, Giang được cho là đã trả 20.000 Mỹ Kim cho một công ty tại Bắc Kinh để được tham dự sự kiện tại Mar-a-Lago. Trong sự kiện này đã bị hủy trước khi Giang đến nơi, thưa quý vị. Bộ trưởng Tư pháp xem xét cách FBI điều tra việc Nga can thiệp bầu cử. Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã tập hợp một nhóm điều tra để xem xét cách điều tra phản gián của FBI về mối quan hệ giữa nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump và chính phủ Nga. Vào tuần trước, Tổng thống nói với các phóng viên rằng nguồn gốc của cuộc điều tra Nga nên được xem xét. Dù vậy, quyết định này có thể sẽ làm dấy lên mối lo lắng về việc chính trị hóa công việc của Bộ Tư pháp ngay vào thời điểm căng thẳng. Hiện đảng Dân Chủ lo ngại rằng ông Barr đang thực thi yêu cầu của Tổng thống. Bên cạnh đó, đảng này cũng gọi ông Barr công bố phần văn bản báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller cho Quốc hội. Theo CNN, vào hôm thứ Tư 10 tháng 4, Bộ trưởng Tư pháp sẽ giải quyết vấn đề này trong phiên điều trần ở Thượng viện. Trong phiên điều trần tại Hạ viện vào hôm thứ Ba, ông Barr cũng ám chỉ khả năng xem xét cuộc điều tra của FBI vào mùa hè năm 2016. Viên chức Hoa Kỳ nói với CNN rằng đánh giá của ông Barr tách biệt với công việc của cơ quan giám sát nội bộ của Bộ Tư pháp do Tổng thanh tra Michael Horowitz đảm nhiệm. Tuy nhiên, viên chức này không giải thích chi tiết về phạm vi điều tra cũng như nhiệm vụ của biện lý John Huber trong giai đoạn này, thưa quý vị. Bank of America tăng mức lương giờ tối thiểu lên 20 đồng. Ngân hàng Bank of America hôm thứ Ba 9 tháng 4 loan báo việc dự trù tăng mức lương giờ tối thiểu lên 20 đồng một giờ trong thời gian 2 năm tới, trong khởi sự với đợt tăng lương trong tháng tới. Bank of America vốn có hơn 200.000 nhân viên nói rằng sẽ tăng mức lương giờ tối thiểu lên 17 đồng vào ngày 1 tháng 5 và sẽ tiếp tục tăng cho tới khi lên tới 20 đồng một giờ vào năm 2021. Hồi năm 2017, Bank of America tăng mức lương giờ tối thiểu lên 15 đồng. Nếu bạn vào làm việc ở Bank of America, bạn sẽ lãnh số lương khoảng 41.000 một năm. Theo lời chủ tịch và cũng là tổng giám đốc công ty, ông Brian Moynihan cho hay trong cuộc phỏng vấn trong chương trình truyền hình MSNBC. Ông Moynihan cũng nói rằng với sự thành công hiện có, công ty sẽ chia sẻ sự thành công này với các nhân viên. Thời điểm loan báo tăng lương tối thiểu của Bank of America được coi là để chuẩn bị cho việc ông Moynihan và tổng giám đốc các ngân hàng JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs và cũng như ba ngân hàng khác sẽ phải ra điều trần trước Ủy ban Tài chánh Hạ viện vào ngày thứ Tư tuần này. Các quan sát viên nói rằng cuộc điều trần này sẽ là quan trọng nhất cho kỹ nghệ ngân hàng kể từ khi phía Dân Chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện vào đầu năm nay, thưa quý vị. Một ông ở Florida có đất đảo riêng 8 triệu nhưng bị cáo buộc trộm đồ Kmart. Một ông ở Florida bị bắt hôm thứ Bảy 6 tháng 4 về tội trộm cắp ở tiệm Kmart, chỉ ít ngày sau khi ông mua một hòn đảo riêng ở vùng Key West trị giá hàng triệu đô la. Ông Andrew Lippi, 59 tuổi, bị cáo buộc đánh cắp các món đồ dùng trong nhà trị giá khoảng 300 đô la từ một tiệm Kmart ở Key West, nơi cảnh sát nói rằng ông mua nhiều món đồ trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 3 cho đến 4 tháng 4, rồi sau đó tráo bằng cách
các món rẻ hơn và đem đến để đòi tiệm hoàn lại tiền. Theo bản tin ABC News, chỉ mới tuần qua, ông Lippi được mọi người biết tới khi mua Thompson Island là một đảo riêng với giá 8 triệu. Ông Lippi bị cáo buộc là ăn cắp nhiều món đồ, kể cả các bóng đèn LED và máy cà phê Hamilton Beach trị giá 55 đô la. Ông bị cho là đã thay máy mới bằng một máy cũ hơn rất nhiều, rồi đem trả để lấy lại nguyên số tiền. Theo sở cảnh sát thành phố Key West, cảnh sát cũng nói rằng ông Lippi mua máy cà phê loại Keurig trị giá 150 đô la hôm 30 tháng 3, rồi ngày hôm sau lại đem trả lấy lại tiền. Nhân viên tiệm khai mạc thông báo với các giới chức phòng ngừa trộm cắp của tiệm sau khi thấy rằng trong hộp có trái banh chơi bóng rổ thay vì là máy cà phê, thưa quý vị. Gió mạnh làm 20.000 người ở Los bị cúp điện. Gió mạnh làm đổ cây và cột điện, khiến khoảng 20.000 người ở Los bị cúp điện vào sáng thứ Tư 10 tháng 4. Theo đài ABC7, vào tối thứ Ba, Sở Điện lực và Thủy cục Los Angeles, gọi tắt là LADWP, cho biết có khoảng 42.000 khách hàng bị cúp điện vào tối thứ Ba. Nhân viên của cơ quan này phải làm việc qua đêm để mở điện lại cho khách hàng. Đến 5 giờ sáng thứ Tư, số người bị cúp điện giảm xuống còn 37.000 và tiếp tục giảm xuống còn 20.000. LADWP ghi trong thông báo là hệ thống điện của chúng tôi bị gió mạnh làm hư hại và cột điện đổ ở 15 nơi. Xin quý vị cẩn thận và tránh xa các cột điện bị đổ này. Ở phía nam Los Angeles, gió mạnh làm đổ một cái cây lớn, đè lên hai chiếc xe đang đậu bên lề đường, gần ngã tư đường McKinley và đường số 51. Ở khu Palms thì có một cây bị tróc rễ và đổ xuống, chắn cả con đường. Một căn chung cư đang sửa chữa ở khu Westwood thì bị một cái cây đổ đè lên. LADWP cho biết là khách hàng có thể bị cúp điện khoảng 24 tiếng và nhiều khu vực có thể chịu lâu hơn, tùy theo tốc độ sửa chữa, thưa quý vị. Có 3 triệu cư dân Cali có Real ID cần xác minh lại địa chỉ. Hơn 3 triệu cư dân Cali hiện có thẻ Real ID trong tay sẽ phải một lần nữa chứng minh địa chỉ nơi cư trú, sau khi nha lộ phận DMV quên hỏi chi tiết này. Theo nhật báo The Sacramento Bee, hôm thứ Tư, 10 tháng 4, Bộ Nội an Hoa Kỳ hôm thứ Hai có gửi cho Thống đốc Gavin Newsom một lá thư thông báo với ông rằng DMV không làm theo đúng hướng dẫn của liên bang khi làm thẻ Real ID. DMV nói rằng cho tới nay có 3.4 triệu cư dân Cali được cấp Real ID và cơ quan này sẽ phải liên lạc với những người này. Cơ quan này cho biết là những ai được cấp Real ID nên gửi thư hồi đáp sau khi nhận thư của họ. Ngoài ra, những người này cũng có thể đến DMV hoặc vào trang web của cơ quan này để điều chỉnh. Theo quy định, cho tới tháng 10/2020, người dân Mỹ phải có thẻ Real ID nếu muốn lên máy bay hoặc vào các cơ quan liên bang mà không phải sử dụng sổ thông hành, thưa quý vị. Gọi cảnh sát ở Oregon vì tưởng người máy hút bụi là ăn trộm. Cảnh sát Washington County, Oregon nhận được một cuộc gọi cầu cứu bất thường hôm thứ Ba 9 tháng 4 vì một phụ nữ tưởng người máy hút bụi tự động là ăn trộm. Theo đài ABC7, khoảng 1 giờ 48 phút sáng hôm đó, một phụ nữ gọi 911 và cho biết có ai đó trong phòng tắm của bà và còn khóa cửa lại. Bà còn nói thấy được bóng của nghi can dưới khe cửa. Đến 1 giờ 55 phút, nhiều cảnh sát viên cùng cảnh khuyển đến căn nhà này và nhân viên công lực nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng tắm. Sau đó khoảng 10 phút, cảnh sát ra lệnh cho nghi can ra khỏi phòng tắm, nhưng không ai trả lời. Họ rút súng ra và phá cửa phòng tắm chỉ để phát hiện ra một người máy hút bụi đang làm việc. Nhân viên công lực liền lục soát khắp phòng tắm và không thấy có gì bất thường. Cảnh sát Washington County ghi trên Facebook sau khi sự việc xảy ra. Cảnh sát viên Roger cho hay ông và một số cảnh sát viên khác nghe có tiếng động trong phòng tắm. Sau khi ra lệnh cho người bên trong ra khỏi phòng, tiếng sột soạt lại rõ hơn. Chúng tôi quyết định phá cửa phòng tắm và chỉ thấy một người máy hút bụi tự động Roomba đang làm việc mà thôi, thưa quý vị. Đấy, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại.